quý vị đến đây thì chúng tôi cũng muốn trình diễn lại một cái tiết mục mà chúng tôi cũng đã trình diễn ở Việt Nam trước 1975. Đó là chúng tôi rút gọn lại cái vở phim kịch Trên Đỉnh Mùa Đông. Ở trong đó tôi sẽ đóng vai một sinh viên, một sĩ quan Đà Lạt, và Mỹ Lan sẽ đóng vai người yêu của lính, và Nhật Trương sẽ đóng vai cái người lính ở tại cái chiến trường Charlie hay là đồi 31 gì đó, trong cái liên ca nhạc cảnh Trên Đỉnh Mùa Đông. Chúng tôi sẽ hát 4 bài hát: Quá Phụ Ngây Thơ, bài đó của tôi, Phổ Thơ của anh Hà Huyền Chi, bài Tâm Sự Người Lính Trẻ của tôi sáng tác, bài Người Ở Lại Charlie của tôi sáng tác, và bài Anh Không Chết Đâu Anh cũng do tôi sáng tác. Lạnh mùi em vừa đủ ấm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiên không. Em ơi, cho tới đông tàn, anh chỉ nhận một lần. Trên con đường ngày anh đi,
anh đi tổ ấm, anh ơi địa danh nào cứu dấu chân trời, đời anh về chỉ có chờ buồn chán nơi bên thờ tâm thân phố, ơ vơ người quá phụ cầu được sống trong trăm trăm mơ. Ôi đam mê đức cơ tình xã cả tung chưa chưa trâu sâu đêm hồn tiên hướng sâu anh cũng anh lại quên mình vừa chẳng tên vẫn chưa quen người dân đi tay anh nhớ anh nhớ xin một lần thôi, một lần thôi, lấy tay ta từ trái tim. Xin một lần thôi, lấy tay chào một lại đi. Xin một lần thôi, một lần thôi, lấy tay ta từ trái tim. Xin một lần nữa, một lần nữa, lấy tay chào. Xin một lần thôi, một lần thôi, với tay ta từ trái. Xin một lần nữa, một lần nữa, với tay ta chào buồn này. Anh không chiếm yêu em, anh vẫn về nhẹ thương. Em không thấy không em, một bông dù sang trên đồi màu, nghe trong đêm kêu gào, từng tiếng sông bao đêm màu, và tiếng sông vẫn hay nhạc chiều hồ. Trường đại học chuyện em riêng em riêng em, ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khắp đất bên cỏ tranh, đâu cánh dù ôm gió đi, cánh dù ôm tim đời anh, trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng sống anh nhiều màu, ôi tiếng sống anh không chết đâu em, anh mới vừa bỏ cuộc hôm qua, sao cứ khóc anh bên còn mềm và hắt hơi em thân tan vô khổ, còn lâm lanh sâu ái ân, giọt nước mắt nắng bây giờ và còn hàng đêm cho anh cho. Oh, yeah.
phiên đại sau cùng đó của anh. Anh nghe chưa? Của chính anh. Anh không đem đầu đàn trước mũi xuống kẻ thù. Chiến sĩ không bao giờ chết, không bao giờ. Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khắp nước anh vò thanh. Đầu cánh dù ôm gió, đầy cánh dù đi đời anh. Anh không chết đâu em, anh vẫn vừa bỏ cuộc đêm qua. Sao cứ khóc anh đêm còn đêm vàng, ắt yêu niềm nhớ. Em thân tan cô phụ, còn lòng lanh dấu ái ơn. Giọt nước mắt nắng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Thưa các bác, các anh chị, Hồ Đăng đến đây ngày hôm nay để cảm ơn anh nhạc trường Trần Thiện Thanh. Nếu mà cái ngày mà Hồ Đăng còn bé, Hồ Đăng sống bằng bầu sữa mẹ và lời ru của mẹ, thì từ lúc Hồ Đăng 16 tuổi cho tới rời trường học để bước vào quân đội, và trong thời gian ở trong trại tù cộng sản, và ngay cả qua đây, Hồ Đăng sống với nhạc của anh Trần Thiện Thanh. Với một cái ơn đó, Hồ Đăng xin được phép để cảm ơn anh Trần Thiện Thanh và anh Nhật Trường ngày hôm nay. Trong cái ngày hát rong, Hồ Đăng ghi được hai tấm hình. Một tấm hình là của ca sĩ Nhật Trường, và tấm hình thứ gì là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thì vâng, Hồ Đăng cảm ơn anh. Xin hết sức là cảm ơn quý đại gia Hồ Đăng, một người mà tôi rất mến phục về cái tài nhiếp ảnh. Và thưa quý vị, anh đã cho tôi một cái niềm vui rất bất ngờ, là anh đã tặng cho tôi hai cái bức ảnh. Là một là một cái bức ảnh như thưa quý vị thấy ở đây, là tôi đang đánh đàn guitar cùng với Milan ở trong cái bữa đi hát rong xin tiền xây tượng lính. Và một cái bức ảnh nữa, vâng, tôi cũng đang hát, lúc đó hát bài gì chắc không nhớ. Rất cảm ơn anh Hồ Đăng, cảm ơn Hồ Đăng rất nhiều. Và xin cảm ơn cái tấm lòng của anh đối với tôi, cái sự cảm mến của anh đối với tôi, mà anh bảo đó là một sự biết ơn, thì tôi xin không dám. Tôi chỉ làm cái công việc của một cái người viết lách, một cái người sống, nghe và trải cái tấm lòng của mọi người ra cho mọi người, và là một cái nhân chứng ở trong một cái cuộc chiến rất là vĩ đại, chứ không phải là một cái cuộc chiến mà nhỏ nhoi như có người đã nói. Thưa quý vị, cái cuộc chiến đã biết bao nhiêu chiến sĩ chúng ta đã hy sinh, biết bao đồng bào phải ngã gục. Cuộc chiến đó không thể là một cuộc chiến nhỏ nhen được.
Vâng, thưa quý vị, một cuộc chiến vĩ đại và những cái sự chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa là một cái sự chiến đấu phi thường, thần thánh. Thưa quý vị, tôi chọn đời tôi suy tôn và tôi nghĩ là thán phục những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh Hồ Đăng. Hồ Đăng xin thêm một phút nữa. Trong một lần dịp gặp anh Nhật Trường, Hồ Đăng có nửa đùa nửa thật. Hôm nay Nhật Trường không có giận Hồ Đăng. Không biết là hôm nay giữa đám đông, anh Nhật Trường có cho Hồ Đăng nói lại cái điều mà nửa đùa nửa thật đó không? Thưa các bác, các anh chị, hôm đó Hồ Đăng có nói đùa với Nhật Trường rằng nếu một ngày nào mà anh Nhật Trường chắc chắn sẽ xảy đến. Nếu một ngày nào anh Nhật Trường mất, anh Nhật Trường, tôi sẽ là một trong rất nhiều người Việt Nam sẽ hát cái bản nhạc của 9 năm. Anh không chết đâu anh. Người anh hùng mũ đỏ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Anh vẫn sống trong tôi, trong lòng những người mãi yêu người lính. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề mà tôi xin giã từ sân khấu thì tôi vẫn giữ nguyên ý, thưa quý vị. Tôi thú thực là tôi năm nay tôi 60 tuổi, cái tuổi mà đẹp nhất để rời sân khấu. Tôi nghĩ rằng là không phải là tôi muốn gọi là làm một cái điều gì đó cho nó trái khác với mọi người, nhưng mà tôi cảm thấy đã đến lúc phải rời sân khấu. Và thưa quý vị, cái lúc trước, cái lúc xa xưa mà còn hành nghề trong cái thời mà còn bình yên, thì tôi nghĩ rằng là làm đến năm mà 60 tuổi mà giữ được một cái phong cách, giữ được một cái lòng thương yêu của quý vị đồng bào, nhất là giữ được một cái lập trường của một cái người sống trưởng thành trong cái chế độ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, trong cái không khí quốc gia, thì không có ngã ngớn. Thì nếu mà giữ được cái điều đó cho thật tốt trong lòng mọi người, thì thưa quý vị, đó là một cái niềm hạnh phúc lớn cho một cái người nghệ sĩ hành nghề suốt 40 năm qua. Và kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin phép từ giã quý vị ở trên cái sân khấu bình thường mà chúng tôi vẫn trình diễn. Nhưng thưa quý vị, sau những cái đắn đo và sau những cái sự gọi là can thiệp của rất rất nhiều người, thì tôi lại cảm thấy rằng trong đó có những cái lời thông trách, và tôi đã cảm nhận được rằng ngoại trừ tôi là một người nghệ sĩ thì tôi còn lại là một cái người lính. Và người lính thì không có bao giờ được phép bỏ cuộc. Và nhất lại là tôi cũng đồng ý với anh Hải Mai Quê, tôi vẫn là một người lính tại ngũ. Tôi, Thượng sĩ Trần Thiện Thanh, vẫn là một người thượng sĩ tại ngũ, chưa giải ngũ bao giờ. Và kính thưa quý vị, với cái tình yêu của lính, với cái tình yêu dành cho người lính, với cái cương vị của một người lính, thưa quý vị, có thể chúng tôi sẽ trở về với vị trí của một cái người lính, với những cái hùng ca, với những cái thời sự, với những cái bức xúc, sự đấu tranh của đồng bào. Và chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ viết, và chúng tôi sẽ gặp quý vị ở trên một cái sân khấu khác, một cái sân khấu, vâng, một cái sân khấu đấu tranh, một cái sân khấu giải trừ cộng sản. Vâng, thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, có thể chúng tôi xuất hiện trong sân khấu đó. Còn những cái sân khấu phù phiếm xa hoa thì chúng tôi xin rút khoát là không trình diễn nữa. Thưa quý vị, bác sĩ Trần Ngọc Thuật, ngoại trừ là một cái vị bác sĩ mà đã chữa trị cho tôi suốt từ khi tôi qua Mỹ đến bây giờ không lấy một đồng nào hết, ông còn là một đàn anh nghề nghiệp của chúng tôi. Tức là ông đã
thi đậu ở cái chương trình tuyển đường ca sĩ của Đài Pháp Á vào năm 1954. Mãi đến năm 1963 thì tôi mới vào nghề. Thì thưa niên trưởng, ngoài ra bác sĩ Trần Ngọc Thục còn là một cái giọng hát rất là điêu luyện và đã chiếm giải trong Đài Pháp Á ngày xưa, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là một cái chuyện bất ngờ, là vì hôm nay tôi được Nhật Trường mời tới để tham dự cái ngày tạ từ của Nhật Trường. Thật ra xin thưa quý vị, tới Nhật Trường thì với những cái đường hướng của Nhật Trường đi thì tôi rất thích và cũng có một cái đường giống như Nhật Trường vậy. Cho nên khi mà gia đình của Nhật Trường có những cái chuyện gì đau ốm thì có tôi đến ngay. Mà một cái việc mà không có thể, không phải là kể, nhưng một đêm, một ngày đó Nhật Trường chạy lại nói: bác sĩ ơi, lại làm sao giúp dùng cho ba em đang nằm đó mà không ngồi dậy được. Thì Nhật Trường chạy lại chở tôi tới, thì lúc đó lấy tới thì gặp Nhật Trường đang nằm đó với Mỹ Lan thì đút thuốc cho hút. Thì sau đó thì tôi coi thì biết Nhật Trường bị cụp xương sống. Và lúc đó thưa quý vị, thấy tôi oai hùng như thế này mà ông bảo tôi cụp xương sống thì được. Thì tôi tới thì tôi thấy như vậy, cái thì tôi mò tôi coi xuống lưng thì tôi thấy là cái vượt cái sinh có nghĩa là cũng như là mò để mà chẳng có bệnh. Đó là cái danh từ của y học đó, như vậy. Cho nên nghe thì người thì tôi mắc cỡ đó. Sau đó thì thấy cái lên Nhật Trường có hơi còm thì tôi mới nâng cái Nhật Trường lên, đưa cái cổng lên. Tôi bẻ cái đó một cái, cơ một cái nghe cái trớp tiếng nhỏ nhỏ, chứ không phải là nghe bẻ thì gãy cái trớp. Cái Nhật Trường nó trời ơi cái là nó trời sao bị hết đau rồi. Thưa quý vị, tôi cuộc đời của tôi có thể nói là có nhiều cái may mắn. Khi tôi sang Mỹ này, Medicare thì cũng không có mà tiền thì cũng không có ấy, thế nhưng mà tôi lại được có cái sự ưu ái đặc biệt. Và không biết là có phải là mấy người đó kiếp trước mắc nợ tôi hay không. Là thứ nhất là ông bác sĩ Thuật, thứ nhì là ông anh của tôi là bác sĩ Phan Thanh Tùng, và thứ ba là bà bác sĩ Phan Thúy Mai. Ba người bác sĩ này, người thì chữa cụp lưng cho tôi, không biết lúc này không phải cụp lưng đâu, chật lưng chứ phải là cụp lưng. Vâng, người thì chăm sóc sức khỏe cho toàn thể gia đình tôi, đau ốm cảm cúm này là anh Tùng, và cái người đặc biệt, cái người mà chữa mắt cho tôi là bác sĩ Phan Thúy Mai. Cả ba người đó đều không có nhận của tôi một đồng nào hết. Cả ba người đó đều mắc nợ của tôi từ kiếp nào không biết, và bây giờ phải giả. Vâng, xin cảm ơn ba vị. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn bác sĩ Jimmy Trần Phước. Hầu như tất cả nãy giờ, tất cả những nghệ sĩ thân hữu nào lên đây cũng đều có một chút tâm tình với lại năm danh ca Nhật Trường. Nhưng mà cái tâm tình này tôi nghĩ rằng chắc quý vị ngồi ở dưới sẽ nhớ mãi là một cái cách trị bệnh quý vị về nhà có áp dụng. Tôi xin bảo đảm với quý vị cái phương pháp mà bác sĩ Jimmy trị bệnh cho anh Nhật Trường đó là mò, nâng, bóp, là bóp. Dạ, kính thưa quý vị, tôi xin góp vui theo của anh Nhật Trường. Khi nãy anh hát bản là anh sẽ về, và tới chúng tôi bây giờ hát bản nhạc chủ đề là anh sẽ về, nhưng mà tôi phải hát bản lời đợi anh về, nhạc và lời của Văn Thủy và Văn Trung.
bao giờ bởi vì em trao ngắm trao cho tan giặc phía xa. Anh đưa em lại về, anh đưa em lại về, anh đưa em lại về. Và Như Hảo xin thân ái kính chào tất cả quý vị, sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thật là trước hết Như Hảo phải nói là xin cảm ơn anh Nhật Trường đã cho Như Hảo góp mặt trong chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay. Thật ra tụi này lúc ngày xưa thì sinh hoạt với nhau ở Sài Gòn thì cứ ông với tôi, bà với tôi, bởi vì lúc đó người nào cũng có gia đình cả rồi, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà nói những cái sinh hoạt của có những cái kỷ niệm với anh Nhật Trường thì thật sự Như Hảo cũng trong những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Đồng Đội thường gặp anh ở đài cũng như ở đài truyền hình Việt Nam thì Như Hảo cũng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà cái điều nhớ nhất mà Như Hảo nhớ là một cái mùa Giáng sinh năm đó, Như Hảo cùng anh Phạm Bình Cương có ra mắt một cái tập nhạc gọi là Thung Lũng Hồng của chúng ta, không ở Sài Gòn nhưng mà ở tại Đà Lạt, tại quán Lục Huyền Cầm của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, thưa quý vị. Và cái mùa Giáng sinh năm đó góp mặt trong cái chương trình ra mắt tập nhạc của anh Phạm Mạnh Cương tại Đà Lạt thì anh Nhật Trường là một cái giọng nam chính đặc biệt của chương trình, trong những ca nhạc sĩ đã góp mặt hôm đó. Và thưa quý vị, anh Nhân Trường đã làm say mê tất cả các quý khán thính giả đang hiện diện trong ngày hôm đó, cũng như anh đã làm say mê sau mấy chục năm ra hải ngoại trên sân khấu này. Trong những giây phút trước đây, anh đã làm say mê tất cả chúng ta, có phải không thưa quý vị? Vâng, và thưa quý vị, không ngờ rằng tên Giáng sinh đó, buổi trình diễn đó là Giáng sinh cuối cùng, bởi vì đó là đêm Giáng sinh, đêm Giáng sinh 1974. Và không ngờ rằng đó là đêm Giáng sinh cuối cùng của chúng ta trước đại nạn 30 tháng 4 của dân tộc. Thưa quý vị, rất là đau buồn phần thưa quý vị, và chắc chắn là anh Nhật Trường vẫn còn nhớ những hình ảnh của đêm Giáng sinh cuối cùng của tất cả chúng ta ở đây. Vâng thưa quý vị, và Như Hảo cũng không dám dài dòng, bởi vì đó là cái kỷ niệm mà Như Hảo nhớ nhất của anh Nhật Trường tại Đà Lạt. Và bây giờ thì với cái sự đóng góp mà anh Nhật Trường yêu cầu, thưa quý vị, Như Hảo xin giới thiệu đến quý vị nữ nghệ sĩ Kim Tuyến. Kim Tuyến xin kính chào tất cả quý vị có mặt hôm nay. Và anh Nhật Trường gọi mời Kim Tuyến và nói rằng Kim Tuyến nhớ đến với tôi trong cái ngày tạ từ sân khấu. Kính thưa quý vị, mặc dầu Kim Tuyến đã âm thầm rời sân khấu hơn 10 năm, nhưng không hiểu sao khi nghe anh Nhật Trường nói như thế, mặc dầu Kim Tuyến đang làm việc mà nghe anh Nhật Trường nói, Kim Tuyến cũng đã chết lặng bao nhiêu phút và hỏi tại sao anh lại rời sân khấu. Anh nói anh 60 tuổi rồi. Cho nên kính thưa quý vị, dù muốn dù không, Kim Tuyến cũng phải đến đây để cùng chia sẻ với anh Nhật Trường. Tuyến biết anh không thể nào vắng sân khấu nữa, anh sẽ vẫn còn tiếp tục như Tuyến và anh Nhật Trường đã gặp nhau trước ngày hôm nay trong buổi hát đấu tranh cho Việt Nam tự do. Và hôm nay Kim Tuyến đến đây, Kim Tuyến hát một nhạc phẩm để tặng cho tất cả quý vị, nhất là những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù bài hát là mặt một nhạc phẩm quỷ mị tình yêu, tuy nhiên bài hát đó nó cũng chất chứa được gì đó tâm tình của những người lính đang yêu và những người con gái đã từng yêu lính.
bài hát mang tên Tình Đầu Tình Cuối của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đến bài thứ hai, tuy nhiên quý vị đã yêu cầu và
Chương sẽ hát để tặng cho quý vị. Tạ từ, nhưng mà tôi tin là không có tạ từ nổi. Là vì anh em nghệ sĩ ở đây rất là đông, và tới hát cái buổi này thì Nhật Trường và chúng tôi chưa có tổ chức buổi nào để tạ từ hết. Vậy thì anh Nhật Trường phải trả nợ cho tất cả chúng tôi tới hát hôm nay. Quý vị yên chí là chúng ta sẽ còn nghe Nhật Trường hát dần dần. Và bây giờ cũng là một bài hát của Nhật Trường mà Nhật Trường nói là ông hát cái bài đó tới bài Trước Trắng xin gửi tới quý vị và các bạn.
Mang con
như làn khói, tình trôi qua như là rất chân bao ôi tình đầu con cứ cơn mong du. Tình là tình yêu đi không mà có, tình tình lúc có nhưng không, tình cho đi cho từ lúc quên sớm cho thật nhiều bất ngờ chưa hề cho, tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi nên gặp người mãi mãi mối tình cầu. Tình là tình yêu như không mà có, tình là tình yêu lúc có nhưng không, thôi thì mình đừng đứng mãi xa trong, lại một lần tình có cũng như không. Như Hảo cũng xin được giới thiệu đến quý vị một dân hài của chúng ta, của Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Như Hảo nói như vậy quý vị biết là ai rồi, thưa quý vị, đó là dân hài Phi Hoàng. Rồi bây giờ Phi Hoàng thì cũng xin góp mặt trong chương trình ngắn chút xíu thôi. Để có nhiều người bạn hỏi Phi Hoàng vậy đó, người Việt hay là người Hoa. Phi Hoàng nói dạ tôi tránh có người Hoa đó. Hỏi người Hoa, anh người Hoa sao anh nói tiếng Hoa hay quá vậy? Tôi nói Hoa hay đâu, tôi nói tôi còn không biết mà. Tí dụ đâu anh nói lại cho tôi nghe nghe. Tôi nói bây giờ xong xăng thì không dòng tội phụ nữ xảy ra. Rồi quý vị nghe rõ ràng là tiếng Hoa rõ ràng. Nếu ai không hiểu á thì nói là tiếng Hoa, còn người nào hiểu nó tôi nó dốc ra nó xạo. Nó lại tại vì cái anh này á, anh thất nghiệp, rồi anh đói, anh đứng trước cái cửa tiệm, anh than thầm thất phận anh vậy đó. Xong xăng thì con không nhận trội không nghĩ xảy ra. Có nghĩa là sáng sớm không có ăn gì chịu nổi chết vậy. Bây giờ tôi nói lại, tôi nói chậm để cho quý vị nghe nè, vì nó lái mà. Xong xăng là sáng sớm. Khi có y dằn là ăn gì trội không nghĩ là chịu không nổi xảy ra chết. Cảm ơn quý vị.
đây. Còn cái này nữa. Cái tiếng quảng. Tôi lấy tiếng quảng tiếp theo. Có quậy thêm chục rồi cũng thầy, cũng thay, cũng ngoặng thầy lén phần lo. Rồi quý vị nghe rõ ràng là tiếng Tàu rõ ràng rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà không phải, nó lái không à. Có quậy thêm chục rồi gì là quý vị lưu ý nghe đây, là cái câu này là cái câu súng. Câu súng tiếng Tàu, có quậy thêm chục rồi gì cũng thầy, cũng thay, cũng ngoặng thầy lén phần lo. Có quỷ thắng tục lùi gì là quý vị lùi ý nghe đây. Rồi cái câu kế là đâm bàn nè. Cung thầy là cái thùng. Cung thầy là cái thùng. Cung hoàng thầy là cái quần thùng. Lên phật là lóng phèn. Muốn giặt ba đồ đó sạch thì lóng phèn giặt mới sạch. Cung thầy, cung thầy, cung hoàng thầy là phòng lò. Để chúng ta được nghe nhân trường Trần Thiện Thanh nói những gì trong đêm cuối cùng ở trên sân khấu này về một tình yêu của dân tộc, chúng tôi xin mời nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tức danh ca Nhật Trường. Chú ý chung tràng pháo tay một lần nữa. Chúng ta đừng ngần ngại nhường tràng pháo tay đi để không còn một tràng pháo tay nào cái tiếp trên cái sân khấu giống như thế này. Xin lỗi và đồng ý rất nhiều. Vâng, thưa anh, như lúc đầu tôi cũng đã nói rằng tôi rất mến mộ những nhạc của Trần Thiện Thanh, cho nên tôi đã biết rất rõ rằng vào khoảng đầu năm 75 anh có sáng tác một số những bài, chẳng hạn như là Gặp Nhau Lần Ngơ, Cho Xin Số Nhà Mà Nãy Có Canh Hát và một bài Trên Dòng Sông Hậu. Quý vị chắc thắc mắc cái tựa đề gì mà kỳ cục, cha này ở đâu cho nó kỳ cục quá. Thưa, Trên Dòng Sông Hậu đó là bài Chiếc Áo Bà Ba. Mà quý vị đã nghe rất nhiều cái bài Chiếc Áo Bà Ba. Vậy thì thưa anh, có lẽ trong tâm tư của anh cũng đã thích về một vấn đề cổ nhạc. Mà đã nói về tân nhạc, chúng ta có 7 nốt đồ, thì mi fa sol la si, và cổ nhạc chỉ có 5 nốt mà thôi, tức là hồ, xề sang, xê cống, đúng không anh? Và vậy thì thưa anh, cái hình ảnh nào hoặc một cái động cơ nào hay một cái kỷ niệm nào đó đã thôi thúc cho anh chuyển từ những tình yêu của quê hương, tình yêu của trai gái để qua một cái tình yêu của dân tộc gần đây, cho nên anh đã sáng tác những cái bài hát như Chiếc Áo Bà Ba. Thưa anh có thể nói là cái gì đã làm cho anh mến như cái cổ nhạc mà anh đã ra một cái DVD mà anh đã hát cổ nhạc chung như là Mỹ Lan? Đó là một điều rất đặc biệt. Và khoan, cái điều mà chúng ta nghe một người nam như tôi hát cổ nhạc đó bình thường, nhưng mà đây tôi thưa thật với là quý vị rằng bên nội là người Huế Chánh Tông, bên ngoài là người Bắc Hà Nội Chánh Tông, thế mà làm sao anh lại hát những cái cổ nhạc của miền Nam như là của tôi? Xin anh cho khán quý khán giả biết hết tất cả. Vâng, thưa quý vị, là vì mẹ tôi là người Bắc Ninh, bố tôi thì lại là người Phong Điền, và sinh trưởng tôi ra đó thì lại ở một cái thành phố lẻ ở miền cực Nam Trung là Phan Thiết. Và thưa, chắc vì như vậy cho nên tôi nói được cả tiếng nói của ba miền. Còn về cái vấn đề mà anh thắc mắc là tại sao là tôi có cái tiềm ẩn một cái dân nhạc, nhất là cái dân nhạc miền Nam Việt Nam, dân ca Nam Bộ. Thì thưa quý vị rằng là cái lúc còn bé, 5-6 tuổi, 6-7 tuổi gì đó, ông cụ và bà cụ tôi có dắt tôi đi xem cải lương. Và tôi nhớ là cái lúc đó tôi xem bà Phùng Há, bà ấy hát cái tuồng Mộc Hoa Vương, mà bà đóng vai nữ hoàng. Và khi bà đưa tiễn cái sứ thần, và sứ thần là cái người bà ấy yêu về nước, thì ở trên cái bến đò đó, bà ấy có hát câu vọng cổ. Bà ấy hát rằng là Giang sơn trẫm có, uy quyền trẫm có, nhưng trẫm chỉ thiếu có một điều, mà điều đó trẫm hoàn toàn tin cậy nơi khăn. Người ta không làm đàng hoàng. Cha thưa, mấy cái câu đó nó tôi thuộc lòng ngay khi nghe bài hát trên sân khấu như vậy. Cái này thì xin thề là xin thưa thật cùng quý vị chứ không phải nói dóc. Và cũng có thể như vậy cho nên cái mẫu dân ca miền Nam ở trong mình nó nổi dậy và nó tiềm ẩn ở trong cái nguồn sáng tác của tôi. Cho nên cái lần mà tôi đi công tác cho một đơn vị hải quân ở Cần Thơ trước 75,
thì tôi đầu 75, cuối 74, đầu 75 thì tôi đã viết cái bài hát là tên là Trên Dòng Sông Hồng. Cái bài hát này sau khi mà Việt Cộng chiếm miền Nam thì chúng tôi lại phải đi hát chui. Chúng tôi đi hát chui, trong đó cũng có anh Phi Thòa cũng thế nào. Chúng tôi đi hát chui những cái xã, huyện, thôn. Và tôi len lén hát cái bài đó. Và cái người dân, người ta lại nghe cái bài đó. Tôi khởi đầu bằng Chiếc Áo Bà Ba Trên Dòng Sông Thăm Thẳm. Thì người dân người ta đặt tên cho cái bài đó là bài Chiếc Áo Bà Ba. Người ta không đặt tên là Trên Dòng Sông Hồng. Và rốt cục rồi đi hát ở chỗ nào, Chiếc Áo Bà Ba đi, Chiếc Áo Bà Ba đi. Thì tôi mới đặt cái tựa đề lại là Chiếc Áo Bà Ba chứ không phải Trên Dòng Sông Hồng. Và thưa quý vị, cái bài Trên Dòng Sông Hồng, tức là cái bài Chiếc Áo Bà Ba, tôi viết về Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cái Răng này nọ. Và trong một cái nỗi niềm cũng nhớ về cái miền Nam Việt Nam, nhớ về cái Cần Thơ thân yêu khi sang đến Mỹ, tôi đã viết một bài là cái bài Áo Thơm Rơm. Áo Thơm Rơm, Thơm Rơm là một cái địa danh nằm giữa cái đường Cần Thơ, Long Xuyên. Và chúng tôi mượn cái cầu Thơm Rơm, cái xã Thơm Rơm đó để làm tựa đề cho bài hát của mình. Áo Thơm Rơm cũng nhắc đến cái vùng Hậu Giang thân mến của chúng ta. Làm
cũng thương nhau như những người yêu nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ao cho dài thương nhau. Mình chiến đấu như những người lính. Tôi cũng viết về một bài hát là gọi tên anh để suy tôn những anh hùng đã tuần tiếp giữ miền Nam Việt Nam. Và chúng tôi cũng viết rất nhiều, cũng như là tôi viết một cái hình ảnh rất là thời sự, một cái người mẹ già bán dâu ở trên phố Bôn Sa. Mời quý vị nghe Nhật Trường hát một bài hát tôi viết sau 1993 khi sang Mỹ. Bài hát có cái tựa đề là Bà Mẹ
trồng rau. Trên phố bông xa với gánh rau mẹ chồng sau nhà mẹ gọt mời bao khách đi qua thu sâu và mới hai đi qua người mẹ xa không phân không không son với gánh rau mẹ ngồi thầm thầm mẹ thầm thầm gọi tìm những đứa con đứa vuông tròn đứa đã đăng ký công mẹ khóc chồng chồng năm năm chưa bốn mươi tâm năm hồi chưa chân chưa đồng đồng hát một gánh tần ô hay chiếc ô che chúng con năm sáu tuổi thơ một lít rau mẹ uống chè rau đang sau hè đang chưa một mùa bao bao người ta đã thương mẹ xin xin thương đất thương ta người mẹ xa trên chỗ ôn xa với thu nhú sau mẹ ngồi mẹ ngọt mời bao ngày ngày đi qua thu sâu và một sớm mai sau mẹ chồng chỉ đỡ đứng quê ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi muốn được cảm ơn từng người một. Tôi muốn được đến gần từng người một. Và tôi vẫn còn muốn được ở trong cái vòng tay yêu ái của quý bạn nhạc và của quý đồng bào như trong suốt 40 năm qua. Nhưng thưa quý vị, tuổi đời mỗi ngày mỗi lớn và xin tôi cũng rất buồn để tạ từ sân khấu, nhưng tôi cho điều đó là một điều phải làm, nên làm. Vì màn nhung có mở ra thì màn nhung phải đóng, và chúng ta phải đóng cái màn nhung lại vào một cái thời điểm thích hợp nhất. Tôi không đồng ý với anh Kỳ Thoàn là anh 70 tuổi mà anh còn diễn, và anh bảo tôi 60 tuổi mà tại sao tôi từ giã sân khấu sớm như vậy. Thì thưa mỗi người có một cái quan điểm của tôi nó lại khác với quan điểm của anh Kỳ Thoàn. Và xin phép quý vị cho tôi xin tạ lỗi có những khiếm khuyết trong cái bữa cơm thân mật ngày hôm nay. Có nhiều khi có những cái lỗi lầm mà không phải do chính chúng tôi, và nhất là cái sự mà tiếp đãi quý vị chưa có được ân cần như lòng tôi muốn, xin quý vị niệm tình tha thứ cho. Và cuối cùng thì tôi xin hát một bài hát. Hôm trước thì tôi có viết
tôi viết mở đầu một cái bài hát có cái tựa đề là Màn Nhung Vừa Khép, để tôi định sẽ hát vào cái giờ phút này hôm nay. Nhưng vì tôi bị một cái tai nạn xe rất nặng hôm đầu tháng thì tôi đã bỏ dở, không có tiếp tục viết cái bài hát này được. Nhưng hôm nay với cái tấm lòng của quý vị, tôi muốn xin mượn một bài hát của tôi, và cũng theo lời yêu cầu của một số quý vị, tôi hát cái bài hát này. Và nếu quý vị nào có còn nhớ, đây là một cái bài hát tôi hát, tôi viết rất lâu. Quý vị nào có còn nhớ thì xin hát theo vậy. Rất là những cái chỗ không bao giờ, không bao giờ tình là vỡ đôi này nọ. Thưa quý vị, mời quý vị hát chung với Trần Trường bài Không Bao Giờ Ngăn Cách, cũng như là giá từ sân khấu nhưng mà không bao giờ ngăn cách quý vị, và quý vị cũng không bao giờ ngăn cách ở trong tôi. Thưa quý vị, âm nhạc. Chủ đề Màn Nhung Chưa Khép, thực sự ra đó là cái câu nói của anh Nhật Trường. Nếu quý vị xem trong cái cuốn DVD này, quý vị sẽ thấy anh Nhật Trường có phát biểu rằng là anh tâm tình rất là nhiều, và cuối cùng thì anh có bảo rằng là tại sao mà anh là giả từ sân khấu. Nhiều bạn bè thân hữu ngày hôm đó đặt anh một câu hỏi và mong muốn rằng anh đừng có giả từ sân khấu, thì anh bảo rằng là Màn Nhung đã mở ra thì Màn Nhung phải đóng lại. Và anh đã dự trù sẽ sáng tác một cái tác phẩm có tên là Màn Nhung Vừa Khép để hát trong cái đêm giả từ đó. Nhưng trước đó một tháng thì anh đã bị một cái accident, vì một cái tai nạn xe. Thành ra là anh vì cái sức khỏe anh đã không sáng tác kịp cái bài Màn Nhung Vừa Khép. Thành ra ngày hôm đó anh đã thay thế bằng một cái bài hát là Không Bao Giờ Ngăn Cách. Thì khi Mỹ Lan xem đến đây thì Mỹ Lan cảm thấy rất là xúc động. Và Mỹ Lan nghĩ rằng là
màn nhung không thể nào khép được, là tại vì tuy là anh đã giả từ chúng ta, anh đã ra đi, nhưng tiếng hát của anh, dòng nhạc trên Trần Thiện Thanh vẫn còn sống mãi với chúng ta. Và nhất là thế hệ tiếp nối của anh, bé Trần Thiện Anh Chí, thì Mỹ Lan nghĩ rằng là cộng đồng ở hải ngoại này chắc cũng không có quên được bé Anh Chí, mà mọi người thường bảo rằng là Nhật Trường Junior thì tiếp tục rất là thích hát những bài hát của ba. Chân mưa bay gió còn nhiều hay